31. Phẩm phước sanh. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích rằng: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố, hoặc kính cẩn, biên chép, tra nghiêm đủ loại, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại đem các loại thượng diệu, như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các chân châu đẹp, quý hiếm, kỹ nhạc, đèn sáng, mà cúng dường thì được phước vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, có thể thành tựu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng thành tựu bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cũng thành tựu nội không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng thành tựu bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng thành tựu năm nhãn sáu thần thông, cũng thành tựu tất cả môn tam ma địa môn đà la ni, cũng thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, cũng thành tựu tất cả thanh văn độc giác và vô thượng thừa, cũng thành tựu Như Lai ứng chánh đẳng giác, chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố, hoặc kính cẩn biên chép, tra nghiêm bằng đủ loại, cho đến dùng đèn sáng mà cúng dường, lấy phước báo, xây dựng bảo tháp trước kia, so với nhóm phước đây, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến cực số phần cũng chẳng bằng một. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì nếu kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây lưu bố trong cõi người, thì thế gian này Phật bảo, pháp bảo, bí xô tăng bảo quyết chẳng ẩn mất. Nếu kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây an trụ trong nhân đạo, thì thế gian thường có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc 4 niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tất cả môn tam ma địa môn đà la ni, hoặc trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc đại tộc sát đế lợi, đại tộc bà la môn, đại tộc trường giả, đại tộc cư sĩ, hoặc chúng trời tứ đại vương cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, hoặc thanh văn thừa, độc giác thừa, vô thượng thừa, hoặc dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác, hoặc đại bồ tát thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, hoặc chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề của các Như Lai ứng chánh đẳng giác, chuyển bánh xe pháp vi diệu độ vô lượng chúng. Những việc thủ thắng như thế quyết chẳng ẩn mất.